Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bác đã quay trở lại với uh, Cốc Cốc Audio chung em Ở trên màn hình của quý vị và các bác đây thì đang là chiếc trầm uh, WeWorks S1500 bản xúc hầm quý vị nhé Bản này là bản xúc hầm và hôm nay em uh, muốn giới thiệu qua cùng với lại quý vị và các bác một chút xíu Đấy. Đây là dòng xúc uh, hầm bốn 40. À, 40 Ở phía trước đây thì quý vị và các bác chúng ta có thể nhìn thấy... Uh, À, lỗ thông hơi của nó ở phía trước đây quý vị nhé, lỗ thông hơi của nó nằm ở phía trước đây và lỗ gió, đấy, lỗ hút gió vào và các bác có thể nhìn thấy căng thép không dỉ đây quý vị nhé, rất là chất luôn, nhìn uh, rất là chất và nhìn rất là đẹp à, và màu uh, đen sơn sần quý vị nhé, màu đen sơn sần nhìn uh, rất là hầm hố và nhìn rất là mạnh mẽ khỏe khoắn luôn. Đấy. ở phía mặt trên thì uh, đây ở phía mặt trên đây thì nó có những cái uh, đường kẻ rãnh ở đây để cho các bác uh, chúng ta đặt uh, loa lên hoặc là chúng ta đặt tiếp những con trầm các thứ lên thì đều được các bác nhé hoặc là chúng ta chưa loa phun ở đây Đấy. loa phun thì chúng ta uh, đặt lên uh, Uh, đặt uh, cái cọc loa ở đây và chúng ta cho lên và chúng ta chọc nó phun xuống Đấy. một trong những uh, dòng loa trầm cực kỳ là hay dòng này là dòng súp hầm các bác nhé tiếng thì đánh rất là chất luôn tiếng đánh nghe, nghe uh, trầm mạnh tròn tiếng hai bên thì đều có tay cầm quý vị nhé hai bên đều có tay cầm Đấy, đều có tay cầm cho quý vị và các bác bởi vì chiếc trầm này rất là nặng luôn Đấy, chiếc trầm này cực kỳ là nặng các bác nhé Đấy, nếu mà các bác cũng phải thực sự là có sức khỏe thì các bác mới bê được chiếc trầm này còn nếu mà không thì chúng ta nên uh, di chuyển hai người thì nó sẽ an toàn hơn các bác nhé Đấy. vâng bây giờ em sẽ đến với kích thước cụ thể của uh, chiếc trầm này chiếc trầm này thì bề ngang của nó là 70 cm quý vị nhé bề ngang là 70 mươi còn à, chiều sâu là 54 uh, à, Chiều sâu là 54 Còn chiều cao Chiều cao là 51cm quý vị nhé à, Chiều cao là 51cm Vâng, và ở đằng sau đây à, Ở đằng sau đây thì quý vị và các bác chúng ta à, Có thể nhìn thấy Ở đằng sau đây là cái mạch của trầm quý vị nhé à, Ở đằng sau đây thì là cái mạch của trầm Có à, quạt gió tản nhiệt quý vị nhé Đấy có quạt gió tản nhiệt. S1500. 1000W. Đấy S1500 1000W à, đánh từ à, giải à, 20 đến 150Hz, à, độ nhạy là 101 decibel. 8 ohm. Vâng, và đây là nút à, cắt cốt của trầm, đây là to nhỏ của trầm. Và đây là đường input Đây đường output Đường vào và đường ra Rõ ràng luôn các bác nhé Các bác có thể đánh like sang chiếc trầm khác nữa được Các bác nhé Cho nên là dòng trầm này thì chúng ta có thể chơi ở trong nhà ở Dòng trầm này chúng ta có thể chơi ở trong nhà Chúng ta chơi ngoài sự kiện Ngoài trời Hoặc là chúng ta chơi ở trong hội trường Thì đều rất là tuyệt vời Đều rất là tuyệt vời Với chiếc xúc hầm này nó được uh, trang bị bác 40 thì quý vị và các bác chúng ta uh, có thể tưởng tượng được cái uh, sức mạnh của nó rồi, Đấy, mà nó lại là chiếc súp hầm nữa, cho nên là cái chất âm của nó nó rất là bạo lực các bác nhé, chất âm cực kỳ là bạo lực. Và ở phía dưới chân này, ở phía dưới chân đế này của nó là chân uh nó có chân đế cao su quý vị nhé khi mà các bác mà đánh thì nó sẽ không bị dịch chuyển xê dịch các bác nhé Đấy. Và chiếc trần này rất là nặng luôn cực kỳ nặng luôn các bác nhé Đấy. chiếc trần này thì chúng ta chơi ở trong gian phòng mà từ 50 mét vuông đổ lại thì chúng ta chỉ cần nhích lên một chút xíu thôi các bác nhé chúng ta chơi 50 mươi mét vuông đổ lại chúng ta chỉ cần nhích lên, nhích volume lên chút xíu thôi. Đấy, chúng ta không cần cho volume lên nhiều, mà nó đã cực kỳ là, là mạnh và đã cảm giác là dũng tim luôn rồi, Đấy, tức ngực. Trong này thì chúng ta ghép được hai uh, cặp bát là uh, ba full bình thường, các anh nhé bình thường thì uh, chúng ta ghép một cặp thôi nhưng mà với dòng xúc hầm này thì chúng ta ghép được hai cặp phun uh, 30 bình thường và nó đánh cực kỳ mạnh luôn à, tròn tiếng chắc tiếng và ở đằng sau của nó các bác uh, chúng ta nhìn thấy rồi nó có quạt gió tản nhiệt cho nên là uh, cái chất âm của nó nó sẽ tròn tiếng chắc tiếng và nó sẽ không bị méo tiếng khi chúng ta sử dụng trong thời gian là dài trong thời gian lâu quý vị nhé. Vâng, mọi chi tiết hoặc uh, quý vị và các bác yêu mến ủng hộ cốc cốc audio chung em, uh, quý vị và các bác uh, có thể liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị ở trên uh, tấm biển của uh, quý vị và các bác đang nhìn thấy đây ạ. Đấy. Một trong hai số điện thoại đang hiển thị ở trên tấm biển hoặc các bác để lại số điện thoại bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Em sẽ test chất âm của chiếc trầm này ở video sau quý vị nhé. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.